Hi. À, xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò. Bình luận viên Tào Lao chào biết đâu Trần Hoàng Đại Lâm Baloli. Đây là những cầu thủ trẻ rất tương lai. Mặc dù các em nó mới có U5, U6, nhưng thằng nào thằng nấy đít bự, bụng cũng bự hết các bạn ơi. Ba thằng bự, béo. Còn thằng kia thiếu ăn, nó ôm nhôm, ôm nhách à. Tội nghiệp nó quá. Còn đây là Đại Lâm vừa mới tuyển Bambi, bình luận viên cho Đại Lâm. Cộng tác viên mới đang gọi là biệt danh là Help Me. Chào đi. Rồi, hello. Rồi vô ăn. Ai đây chứ chào ơi. Đi theo. Rồi vô ăn đi. Đi. Xin lỗi các bạn, thằng kia đang bị đập cứ ra. Rồi, bây giờ đây nè. Chân trái luôn lên, đây là động tác đánh đầu các bạn. Chân trái đâu? Trai. Rồi, okay. Và bác Đại Lâm đang hướng dẫn cho các thí sinh một động tác thứ tiên. Dạ, đầu tiên giữ cái cổ, không cái tay dưới đây giữ cái cổ và cái này cứng lại nè. Ví dụ bác Lâm gõ ở đầu đó, nha. Gõ bằng cái chén này đúng không, đây nè. Rồi đi đâu đây, đây. Dạ, đây đó. Ở, ok đó, tối đây rồi đó. 3, 4, 5, ok tới. Và chén. Tiêu chuẩn các bạn gõ vô trái banh là 5 cái. 4, 5, ghê quá. Đấy, và các bạn cứ ra. Xem chú đại lâm là và tới thí sinh gia phát là như cái mổ con gà. Đây các bạn thấy không, đây là những động tác đánh đầu rất ghê và rất ghê mạnh ra đây. Các bạn phải giữ từ đây lên này. Các bạn thấy con bự củi sao, đây giống con bự củi không, cái đầu mà giữ cứng nha nè. Cái đầu bự quá ghê. Lại à. Và đây là động tác thứ hai của chú Đại Lâm tập cho các thí sinh nhỏ. Cái banh nào mình bỏ nè. Và động tác thứ hai là chúng ta kiểu như là bơi giống như là con rùa á mọi người. Giống như bơi lội đâu. Đúng rồi, như bơi lội á. Cực kỳ mạnh. Dữ dằn quá, dữ dằn. Thí sinh số 3. Gia Phát đua xe không đụng đầu. Đó, đó là cái banh nó phải xạ qua kia luôn à. Đó. Okay. Còn đây là Tony. Tấu hài, nó nói điều gì về đánh đầu và đánh đầu cho ba học nghe coi. Lại lập chấp. Đau. Đau. Mà ngu vui. Vô. Rồi tập đánh đầu cho má làm nãy coi. Rồi đánh đầu cho má làm nãy coi. Tập đánh đầu cho má làm nãy coi. Cái banh đâu? Đó, nè, đây con bé Mi nè, bé Mi là nữ mà bé Mi đánh đầu nè. Cắt cái thằng sai. Rồi, rồi đánh đầu đi. Rồi đánh đi. Rồi đánh coi. Rio đánh đầu coi. Trời cao. Trời quá, đánh lại coi. Rồi đánh đầu lại cái rồi Rio. Thảy lên. Trời ơi, đánh đầu. Trời ơi, bé Mi đầu quá ghê. Phúc đó, Phúc đánh đầu hay đó. Phúc đánh đầu nè, Phúc biết đá banh nè. Đúng rồi, Phúc biết đá banh. Phúc biết đá banh đó, ờ, Phúc này thấy đánh đầu được nè. Còn Gia Phát đâu, Gia Phát đua xe đâu. Đánh đầu cây. Gì cây dây. Nè chờ Mi nè, nhìn Mi heo nè, Mi heo đánh đầu nè. Đó, nhìn Mi heo đánh đầu coi. Đây, coi Mi heo chết đánh đầu như thế nào. Đây, 1, 2, 3, vô. Nhảy lên, thảy lên. Đây đây. Quá ghê Mi heo đầu. Cái đó đỏ đỏ chứ không phải là gì. Hi, xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Vua rồi. Bình luận viên Tào Lao chào biết đâu. Hôm nay Đại Lâm với các em bé rất dễ thương, rất điệu nghệ về bình luận viên Bambi. Trình bày đi. Hello, xin chào các bạn. Mình tên là Mi. À, chấm 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 heo. Còn đây là em Su. Chấm 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 xào. Còn đây là em Gơ. Chấm 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 đua xe. Còn đây là em Ô. Đi ra đi. Đây là em Ô. Chấm 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 chấm
công an. Đây là Tony .. Tấu hài nhất nhân. Và rồi đi ra để cho nè, bác Lâm thể hiện nè. Con người này. Bác Lâm thể hiện nè, đúng không? Thì bây giờ bác Lâm là đang tưng banh bằng đầu. Thì bác Lâm cũng dạy tụi mình nhiều rồi. Thì bữa nay nhưng mà tụi mình không đi được. Ô Lục, không tưng được. Nên là bác Lâm sẽ tưng biểu diễn cho mọi người xem. Tôi nghĩ chưa chưa từ từ. Nếu mà ai á mà hâm mộ bác Lâm á, đúng không, thì hãy share và subscribe và like cho bác Lâm để bác Lâm nhận được nhiều, để bác Lâm nhận được nút vàng nhá. Các bạn nhớ đừng quên nút vàng thì có để có video mới để cho các bạn coi. Nếu ai hâm mộ bé Lâm phú đầu giờ thì bé Lâm thì nhấn like để cho bé Lâm một đầu chân, một đầu chân là một đầu chân cho bé Lâm 10 cái vỗ tay cho bé Lâm. Nút kim cương, nút ở chị hạch, nút ở chị hạch, nút ở chị hạch. Nếu các bạn mà hâm mộ bé Lê Lâm thì vô bé Lê Lâm nhấn cơm và subscribe để cho bé Lâm vui nha. Ok. Xin cảm ơn các chàng trai trẻ và các cô gái trẻ quá dễ thương. Ok bạn, vô hàng. Con đẩy ra nha. Đã trước rồi. Trời ơi, xung quanh tôi toàn mấy đứa dễ thương, mập ù, bé ù, tùm lum tới là. Ông hai đua xe này ông mặt ông ngầu dữ ta. Ha cười.